Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vina Organic. Mình là Nhật, sẽ lại đồng hành cùng với các bạn trong video ngày hôm nay. Như các bạn cũng đã biết, bánh tráng trộn là một món ăn rất là phổ biến hiện nay và được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ. Với nhu cầu về sản lượng tăng cao lên như vậy, đòi hỏi các cơ sở sản xuất phải nâng cao năng suất cũng như là nâng cao chất lượng cho sản phẩm của mình lên. Hiện nay, đa phần các cơ sở sản xuất của chúng ta đang thực hiện trộn bánh tráng bằng tay hoặc là thủ công. Như vậy, đòi hỏi tốn rất nhiều nhân công cũng như là tốn thời gian và chất lượng không đảm bảo. Nắm bắt tình hình đó, hôm nay Vina Organic xin giới thiệu đến các bạn chiếc máy trộn bánh tráng giúp cho các nhà sản xuất của chúng ta có thể tăng năng suất và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm thời gian. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi trang nhé. Sau đây Nhật sẽ tiến hành trộn bánh tráng trên chiếc máy trộn nằm ngang của Vina Organic. Đầu tiên chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào. Các bạn có thể thấy rằng bồn được thiết kế hình dạng chữ U, có kích thước khá lớn lên tới 50 lít. Để bắt đầu, chúng ta sẽ bật chạy máy và từ từ tăng tốc độ của cánh đảo. Bên trong bồn phối trộn có thiết kế cánh đảo dạng xoắn kiếp. Các bạn có thể thấy phần cánh đảo được thiết kế gần sát thành bồn. Điều này giúp cho thời gian trộn nhanh hơn, nguyên liệu không bị dồn vào một góc mà vẫn đảm bảo không bị cọ sát vào trong thành máy. Sau khi mình đã cho hết tất cả các gia vị vào trong máy, bây giờ mình sẽ tiến hành đậy nắp máy lại. Và sau đó sẽ tăng tốc độ của cái cánh đảo lên, giúp gia vị nó được phân tán đều hơn trên cái bánh tráng của mình. Sau một khoảng thời gian trộn phù hợp, như vậy là dịch gia vị chúng ta nó đã phân bố đều trong cái bánh tráng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tắt máy và lấy sản phẩm ra ngoài. Máy trộn nằm ngang có thể trộn đa dạng các loại nguyên liệu, từ trộn bánh tráng nè, trộn các nguyên liệu làm muối ớt cho đến ngũ cốc, các loại bột và thịt, vân vân. Rất đa năng đúng không nào? Khi trộn trên chiếc máy này, gia vị bám lên bánh tráng rất là đều, gần như gia vị đã bám toàn bộ cái bề mặt của bánh tráng, rất là hấp dẫn, đảm bảo là rất là cuốn hút người ăn. Để lấy bánh tráng ra ngoài, chúng ta dùng tay gạt, sau đó nghiêng bồn để lấy thành phẩm ra ngoài. Phía dưới sẽ có một bồn chứa liệu giúp hứng sản phẩm, rất thuận tiện phải không nào? Đây là sản phẩm sau khi đã được phối trộn, sản phẩm rất là đều màu, gia vị bám đều trên bề mặt, nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ Nhật sẽ thử đi. Gia vị rất là đậm đà, bánh tráng vẫn đạt cái độ dai, không có bị quá mềm, rất là ngon. Tuyệt vời. Vậy là vừa rồi, Nhật đã giới thiệu cho các bạn về chiếc máy trộn bánh tráng dạng nằm ngang. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy liên hệ về cho Vina Organic nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.